những ngày qua các hộ sống ven đồng thủy triều thuộc bắc bán đảo cam ranh của huyện cam lâm tỉnh khánh hòa đều rất phấn khởi trước vụ nuôi hải sâm năm nay được mùa ông nguyễn nhành một trong những nông dân nhiều kinh nghiệm nuôi hải sâm cho biết hải sâm là loài rất dễ nuôi không tốn công chăm sóc và không cần lo thức ăn vì nguồn thức ăn chính của hải sâm là những chất bùng bã hữu cơ có sẵn trong ao hồ đìa do hải sâm là món ăn rất bổ dưỡng dễ tiêu thụ trên thị trường nên người nuôi luôn có lãi Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của người nuôi hải sâm là chưa có được đầu ra ổn định, giá cả bán ra thường bấp bênh trôi nổi tùy thuộc vào thương lái. Hiện nay, trên khu vực đầm Thủy Triều đã có hơn 10 hecta nuôi hải sâm, chưa kể có nhiều đìa nuôi kết hợp hải sâm cùng các loài tôm cá ghẹ. Nguyện vọng của người nuôi hải sâm là mong muốn có được đầu ra ổn định để họ không phải lo lắng, không còn phải bị tư nhân mua ép giá.